thì riêng cái đồng này á thì nó vừa rồi á nó còn mạnh hơn cái đồng à, cái đồng sui nữa sui nữa ok à, để ý cái đồng này nghe à, vừa rồi đây là gọi là cái tục dốc của nó khá là ok rồi đó khá là mạnh rồi đó ok à, mình cho bạn một cái định hướng á là để ý cái đồng này nghe à, bạn có thể vẽ những cái kháng cự có thể là mình nhảy vô cái khung một giờ thôi nghe trong những cái những cái ngày tới đây nha những cái ngày những cái tuần tới đây thì xác suất sẽ nó lên lại nhiều hơn nhiều hơn đi xuống lên cái đồng này Ok nhưng cái đồng này là cũng là một cái đồng có thể là xác uh, suất tới đây sẽ quay đầu đi lên thế okay. thì mình cho bạn cái thông tin đó luôn ok uh, thì chỉ qua 6 tháng trời thôi chỉ qua 6 tháng thôi ở đây ông tốn 20 chục năm ở đây ông chỉ tốn 6 tháng trời thôi mà ông đem cái market, market cap của ông lên tới 10 tỷ chỉ qua 6 tháng 6 tháng so với hai năm mà thấy nó nhanh như thế nào không OK, thì phải là CZ là người bán Bitcoin hay không để mua đồng bài Nen để chống giá của nó, để gọi là để giá của nó khỏi sập, để cái nợ của nó khỏi bị rửa. thì cái đó là cái sự gọi là bàn cãi. OK, um, bài Nen thằng bài Nen thằng CZ chỉnh sửa giá của bài có, có chỉnh sửa trong quá khứ. nghe, thì riêng cho những người nào hỏi bà sàn bài Nen nó sẽ trở thành FTX hay không? ngay bây giờ là cái thông tin được thổi ra là uh, nó kêu bạn gọi là sàn Binance sẽ bị gọi là bị bị gọi là một cái cái ban run cũng giống như cái FTX vậy đó có nghĩa là um, uh, lúc bạn tới bạn lấy bạn rút những cái đồng bài ở uh, Bitcoin của bạn khỏi cái cái nền tảng thì nó không còn ở đó đâu để cho bạn rút thì mình không nghĩ vậy nhưng mà về cái vấn đề mà nó đã, nó chỉnh sửa cái đồng BNB của nó thì có 4.600 Bitcoin nghe với con giá là 110, 120 triệu đô la đã được rời sàn Binance trong cái gọi là cái giờ vừa qua thôi. Thì rõ ràng ngay bây giờ giá nó mới sập, mà mình mua một chi. Đúng không? Mình mua một chi. Nhưng những người này người ta mua tới 4.600 Bitcoin á. Người ta đâu nghĩ giống như mình là ngắn hạn vài tuần nữa để chốt đơn đâu. Vài ngày để chốt đơn đâu. Vài tháng để chốt đơn đâu. Không. Người ta nghĩ là hai năm nữa người ta mới chốt đơn. 5 năm nữa người ta chốt đơn. Bởi vì tao người ta không có thiếu tiền nghe bởi vì người ta không có thiếu tiền á thì cái cái tầm nhìn của người ta xa hơn có một cái con con cá voi cá heo gì đó cái cái gì rất lớn đây nè thì nó mua tới 3 tỷ đô la bitcoin trong 3 tháng trời đây là lần tiên, lần đầu tiên là một cái quỹ lớn nhất thế giới mà bước vô cái trò chơi sâu những cái người nhỏ và lẻ giống như mình và bạn ok cho những người theo dõi cái nền tảng này người ta đang sở hữu 5 bitcoin 10 bitcoin mà trong những cái phát trực tuyến vừa rồi người ta nói với mình người ta đang sở hữu 5 bitcoin 10 bitcoin và người ta thích lên đây để nghe mình nói về bitcoin ok nghe nghe mình nói về bitcoin ok bitcoin là được tạo ra để làm chi để bạn là một trở thành một cái nhà băng ri, riêng cho chính bạn nghe bạn nên sở hữu cái bitcoin của bạn bạn nên bỏ nó vào ví lạnh bạn nên giữ quản lý 24 chữ cái kia ok về cái mortgage mortgage rate hit their highest point since 2000 cái mortgage ok thì ngay bây giờ vấn đề vay mượn nhà của bên Mỹ đúng không? Thì cái cái con số lãi nó lên tới 7. 748. Đây là một thời điểm cao nhất, nghe cao nhất và gọi là cao nhất trong 23 năm vừa rồi. Ok. Nó muốn bạn nghèo, ok. Nghèo 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 nghèo, nghèo, nghèo đến chi dễ quản lý đến chi để nó đút cái phép nào vô trong họng bạn để bạn ăn nó, bạn nuốt nó vậy thôi. Ok. Nghèo. Ok, nghèo thì bạn sẽ không có tiếng nói. Cái giá ngay bây giờ vừa rồi nó xuống nó rớt xuống một chút xíu đây nếu mà ở trong cái trong mà cho những người nào dính dáng trong tiền điện tử một thời gian dài nó có một cái hình hài nữa gọi là cái hình của của Bart Simpson đó là những đây giống cái đầu của nó này cái đầu Simpson đó. thì đây giống cái tóc của thằng Simpson ông à, Simpson chứ không có gì hết nghe thằng 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 Bart đó thằng Bart đó trong phải Simpson Ok, tháng tư 2024 là là chỉ còn 7% trăm nữa để mài để đào thôi đây là số lượng đào nào mà bạn thấy cái cái đường chỉ nè. ok còn 7% phần trăm nữa mà 7% trăm này ngay bây giờ biết bao nhiêu người trên thế giới chưa biết về Bitcoin và chuẩn bị nhảy vô Bitcoin nữa trước đây Bitcoin đã chết Đúng không? Bitcoin vớ vẩn vớ vẩn đúng không? Lừa đảo lừa đảo đúng không? Chỉ có những người mà tội phạm thì mới dùng Bitcoin thôi để rửa tiền rồi đúng không? Nhưng ngay bây giờ tới năm tháng 1 năm 2025 đúng không? Tháng 1 năm 2025 châu Âu sẽ cho tất cả nhà băng của họ giữ 2% tài sản của họ trong Bitcoin thì những cái thông tin như vậy á chừng nào Việt Nam mới cập nhật những nhà băng ở Việt Nam này nó chừng nào mới cập nhật. Chừng nào người ta biết là cái đồng tiền người ta đang đếm, những cái máy nó đang chạy đếm cái đồng tiền tiền tệ Việt Nam này hay là tất cả những đồng tiền khác đó, nó là tiền giả, không biết những cái người đang lãnh đạo những cái nhà băng đó có biết, có hiểu thấu về những cái thông tin này không. Ngay bây giờ những cái vấn đề mà gọi là tiền điện tử. Biết là CBDC là tiền điện tử nhà băng Trung ương, mình không thích nó. Đúng không? Vâng 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 vâng. Ok. Nhưng mà nếu mà nó để để nó thực hành được cái CBDC của nó OK, thì làng quạng nó phải dùng cái hệ thống Ripple, nghe Ripple. Ripple là một hệ thống vận chuyển đồng tiền trên toàn cầu. Tám nước ngay bây giờ, giống như là nước nga nè, OK, nước uh, Republic of uh, Pleiku nè, nước uh, uh, nước Nhật nè, nước United Arab nè, OK, nước New Zealand nè, nước Hồng Kông nè. 8 nước ngay bây giờ đang sử dụng cái XRP Ledger để thực hiện cái CBDC của họ. Đó là một thông tin đấy. Coinbase nghe vừa rồi có đầu tư vô cái công ty Circle, công ty chống lưng của cái đồng USDT là cái đồng stablecoin lớn nhất ở, ở nước Mỹ á. Thì Coinbase đầu tư vô công ty Circle. Cái công ty Circle là cái công ty vừa rồi dính tiền trong cái cái, cái nhà băng mà vừa nói sập á. Okay. và bởi vì vậy cái đồng USDC nó bị đipec trong một thời gian dài á và khá là nhiều người đã tìm được rất là nhiều tài chính bởi vì vậy, okay. cho những người nào có câu hỏi là nên giữ cái đồng stablecoin nào USDT hay là USDC hay là gì đó, okay. thì hai cái đồng đó đều ngay bây giờ đều ok hết đó, okay. ngay bây giờ 90 phần trăm những người mà giữ bitcoin ngắn hạn á thì đang bị âm 90 phần trăm nghe những cái người mà đã giữ bitcoin một thời gian dài á, thì ngay bây giờ là rất là bay bổng nghe vẫn 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 còn vẫn còn ok nghe vẫn còn vẫn còn vẫn còn, vẫn còn thắng vẫn còn lời còn 90% những người mà giữ nó ít hơn một năm á, thì đang đang bị âm nhà đang bị âm ok 6 tháng một năm gì đó thì đang bị âm okay.